Các bạn thân mến, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái đề 5. Cái phần kỹ năng thứ nhất là các bạn bật cái heading lên. Rồi tiếp theo, các bạn nếu mà trong trường hợp thấy cái heading này nó không có hiện lên thì các bạn cứ tạo tiếp một cái heading, sau đó các bạn re-adjust list item và chọn cái heading 2. Ok, sau đó các bạn apply, chọn apply thì cái này các bạn cứ đánh cái heading 2 thì sẽ hiện ra. Tương tự như vậy, các bạn cứ chọn tiếp theo và các bạn điều chỉnh là heading 3. Rồi. Tiếp theo, các bạn sẽ định dạng cái phần chỉ số cho nó giống cái đề. Ví dụ như trong trường hợp này là numerin là một la mã và cái heading 2 chỉ là một con số 1 mà không có thừa hưởng từ cái heading 1, thì các bạn cứ chọn cái kiểu dưới đây hoặc là các bạn cứ đánh rồi bổ sung cái ngoặc vô. Và cái heading thứ ba tương tự như vậy, các bạn cứ lấy cái heading 2. Rồi, ok, đóng dấu văn bản thì gọi là cái watermark. Các bạn là các bạn vô cái design cái watermark thì cái gồm hai bước. Bước đầu tiên các bạn cột cái kiểu, và cái bước thứ hai là các bạn thay đổi cái chữ. Sức mục lục thì mấy cái này các bạn cứ tương tự, các bạn định dạng lại cái heading tương ứng với cái đề. Rồi tùy theo cái màu mà các bạn định dạng. Ở đây mình không có làm chi tiết cái phần đó, các bạn tự làm. Mình chỉ đưa cái phần đưa mục lục ra reference. Rồi các bạn đưa cái content ra. Cái câu thứ hai là chúng ta dùng cái mail mở, thì xong cái câu này chúng ta lưu lại. Mail 1 chúng ta có dữ liệu trộn, thì giờ chúng ta tạo một file Word đặt tên là mail. Ở đây mình không có thiết kế cái phần cơ bản, tại vì cái đó đánh mình chỉ xử lý một số ý để các bạn xem cho nó nhanh. Thứ nhất là cái chỗ gì thí sinh, và cái chỗ thứ hai là hộ khẩu, còn mấy kia trang trí là các bạn tự trang trí. Tiếp theo là giới tính, khu vực, đối tượng, tổng điểm, ngành và cái cuối cùng là gì, chỉ sư phạm tiếng Anh. Cái chỗ này mình sẽ chèn và sư phạm là ở đây, hai cái chỗ này là chúng ta sẽ đưa dữ liệu. Cuối cùng là tự chỉ ngay chỗ vị trí này nữa các bạn, đó là ba chỗ. Vậy là một cái chỗ này mình đánh dấu để cho chị nhớ, một chèn thêm một cái vị trí giá trị và ba phần. Rồi nếu phái là nam thì là anh ngược lên chị, chỉ báo cho là những sư phạm tiếng Anh hoặc tin học ứng dụng và có điểm lớn hơn 7. Rồi chúng ta cũng làm cái mail mở.
các bạn cứ trỏ lại cái nguồn dữ liệu, mà cái nguồn đó là chính là trong cái đề năm của chúng ta có dữ liệu trọng thư. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lọc, thứ nhất là gì, ngành. Thì các bạn để ý cái dữ liệu trước khi mình chọn nè. Đó, ngành giáo dục tiểu học đó, tin học ứng dụng. Cái này là sư phạm tiếng Anh. Đó. Rồi. Và một cái ý nữa là tổng điểm nha các bạn. Có điểm thi. Điểm thi đây chính là tổng điểm. Là điểm thi. Rồi. Thứ nhất, ngành sư phạm tiếng Anh. Và có điểm thi lớn hơn bằng 7 một cái, hoặc ngành tin học ứng dụng và có điểm thi lớn hơn bằng 7. Rồi, sau khi có các bạn cứ nét nét xong. Bây giờ tương ứng như vậy mình sẽ đổ cái dữ liệu ra. Thí sinh thì gồm có gì? Họ, tên, hộ khẩu, khu vực, đối tượng, giới tính, tổng điểm là cái điểm thi mà. Rồi. Tiếp theo. Bây giờ mình xử lý nè, ngành, ngành là sư phạm tiếng Anh là mình cứ đưa ra rồi. Và cái nghĩa là cái chỗ này chúng ta đưa xuống rồi. Dễ chèn một cái vị trí ngay đây nữa. Thì vị trí ngay đây là gì? Nếu phái là nữ thì chúng ta ghi chữ chỉ chỗ này, còn ngược lại là ghi chữ nam. Dễ xây dựng một cái lực mới, Euro if Daniel. Nếu phái là nam thì ghi anh, ngược lại ghi chị. Chị. Rồi, tiếp theo. À, cái đó thì chúng ta sẽ copy cái dữ liệu này xuống đây luôn. Vậy là xong. Sau khi làm xong cho các bạn thấy xong hoàn chỉnh thì các bạn cứ mở lại. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái đề 5 của kỹ năng nâng cao phần Word. Xin chào các bạn.